chưa bao giờ thấy một người mẹ ác độc như vậy. Mỗi ngày sẽ chỉ nấu một bữa ăn cho đứa con trai lớn, hơn nữa sẽ đổ nước giặt làm gia vị thức ăn. May mắn thay con trai cả chỉ chăm chú vào chơi game, anh không cắn một miếng thức ăn nào được mang đến. Nhưng thay vì lên án về hành động đó, anh để người phụ nữ bộc lộ hoàn toàn bản chất thật của mình, hiện rõ bộ mặt đạo đức giả trong quá khứ. Bà ta bắt đầu từng ngày bằng cách điên cuồng đập cửa, kèm theo đó là những lời nguyền rủa độc ác. Nhiều năm như vậy rồi, nếu mày không chịu nổi nữa thì chết quách đi cho xong chuyện. Hóa ra con trai cả đã nghiện game 5 năm. Trong thời gian này, anh ấy không bao giờ bước ra khỏi căn phòng ngoại trừ lúc đi vệ sinh. Giờ đây sự kiên nhẫn của bà mẹ đã đến giới hạn. Bà xoay người và định dập cầu dao. Ai ngờ được rằng cảnh này đã bị con trai út vừa đi học về nhìn thấy. Cậu liếc nhìn mẹ một cái rồi trở về phòng. Điều này càng khiến bà mẹ sôi máu hơn. Hóa ra đứa con trai cả không hiểu chuyện này là con riêng của chồng, nhưng đến cả con ruột cũng thờ ơ với bà. Không chần chừ thêm nữa, bà trực tiếp dập cầu dao. Giây tiếp theo, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Người con cả cũng quay đầu chậm chậm nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt hung dữ. Ngày hôm sau, mẹ lên núi tập thể dục như thường lệ. Nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới là có một người đàn ông đội mũ trùm đầu đi theo bà ấy mọi lúc. Một tiếng thét lên trong rừng, người phụ nữ ôm cổ gục xuống trong vũng máu. Bà ta dường như bị sốc toàn tập khi thấy hung thủ. Vào buổi chiều, con trai út đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cậu từ từ mở cổng ra thì cảnh sát đang đứng ở đó, và những lời mà họ nói khiến cậu đứng hình tại chỗ. Chúng tôi tìm thấy xác mẹ của bạn trên đường lên núi, bà ấy đã bị giết. Càng không thể tin được là hung thủ lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Thậm chí anh trai còn chủ động gọi điện tự thú. Nhưng khi cảnh sát gõ cửa phòng anh trai, anh ta vẫn đang combat với khuôn mặt bình tĩnh, vẫn khoác chiếc áo hoodie từ lúc giết người. Ngay cả khi bị đưa đến đồn cảnh sát, anh ta vẫn giả ngu như không biết gì. Rõ ràng hắn đã 22 tuổi, nhưng vẫn khăng khăng rằng mình mới 17 tuổi, thậm chí còn giả vờ không biết về việc đầu thú trước đó. Điều khiến viên thanh tra cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là, cứ sau nửa tiếng, anh ta sẽ bị sốc khi nhận ra mình đang ở trong đồn cảnh sát. Cũng khó chấp nhận sự già đi đột ngột của mình trong gương. Anh ta cứ hỏi em trai mình đang ở đâu, nhưng sao màn biểu diễn giả chân này lại giống y như thật. Hết cách, thanh tra chỉ có thể mời chuyên gia tâm lý đến, hy vọng anh ấy có thể tham gia buổi tra khảo. Và chuyên gia đã thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Chỉ cần quan sát biểu hiện của con trai cả, anh có thể khẳng định, theo biểu hiện hiện tại của cậu ta, có vẻ như đã bị mất trí nhớ từ trước đó. Để xác minh sự phán đoán của mình, chuyên gia đưa anh ta đi kiểm tra chi tiết bộ não. Thực sự có rất nhiều máu được tìm thấy trong đại não, khiến bộ não của anh ta không thể lưu trữ những ký ức mới, và thời gian bị ngưng đọng mãi trong khoảnh khắc xuất huyết não năm 17 tuổi. Như nhân vật chính trong phim mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, điều khác biệt là mỗi khi thức dậy, khuôn mặt của những người xung quanh thay đổi, môi trường sống cũng sẽ bị đảo lộn, điều này khiến anh luôn lo sợ. Cuối cùng anh buộc phải trở thành một otaku luôn trốn trong phòng. Và trải qua việc điều tra thời gian, chuyên gia phát hiện thời gian từ lúc giết người mẹ đến cuộc điện thoại tự thú là khoảng hơn 1 giờ, vượt xa 30 phút mà trí nhớ của đứa con trai lớn có thể nhớ được. Vì vậy, chuyên gia khẳng định kẻ giết người không thể là con trai cả. Chàng trai vô tình thấy mẹ đổ bột giặt vào đồ ăn, và người dùng bữa ăn này đó là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy. Cậu vội vã vào phòng của anh trai mình, bảo anh không được ăn cơm mẹ mang, chỉ có thể ăn thức ăn mà cậu ấy mang đến. Nhưng anh trai bị mất trí nhớ và sẽ reset lại sau mỗi nửa giờ. Vì vậy cậu luôn chịu khó nói với anh trai mỗi ngày. Cuối cùng anh trai cũng phát triển phần trí nhớ bị đánh cắp, nên đã thuận lợi mà sống yên ổn qua 1 năm. Cho đến một ngày, người mẹ chờ đợi kết quả sau thời gian dài đã phát hiện ra túi bánh mì. Toàn bộ sự việc được đưa ra ánh sáng. Điều mà cậu em trai không bao giờ mong đợi là người phụ nữ lấy tình mẫu tử làm cái cớ, nói rằng tất cả những gì bà làm là vì anh ấy, để cậu được thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình. Điều này khiến em trai càng tự trách mình hơn, bởi họ là những người trong cùng một gia đình. Mối quan hệ giữa hai anh em vẫn luôn tốt đẹp. Ngay cả khi anh trai 17 tuổi, vì sợ hãi mà em trai không dám tham gia cuộc thi bơi lội, anh cả cũng chọn cách từ bỏ cuộc đua mà không nói một lời. Và khi phải đối mặt với sự trừng phạt của mẹ, cậu em út đã chủ động chịu tất cả trách nhiệm, nhưng anh trai vẫn bị mẹ đánh, mà vô tình đầu đã đâm phải đinh, trí nhớ cũng bị mất đi từ đó. Bây giờ để ngăn đứa em trai cản đường anh, bà mẹ muốn gửi anh trai vào trường bán trú. Và điều này đã khiến cho cọng rơm tâm lý cuối cùng bị bùng cháy. Tất cả đều là lỗi của con. Đối mặt với mọi thứ trước mắt, em trai hoàn toàn hiểu nhầm, nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình chết đi, anh trai mới có thể sống, mẹ mới có thể trở về là một người mẹ ấm áp và dịu dàng. Thế là hôm sau anh đã bám theo mẹ đi lên núi. Anh muốn tự kết liễu mình trước mặt bà ấy, hy vọng điều này sẽ đánh thức tấm lòng thiện lương của một người mẹ. Nhưng anh đã đánh giá thấp nỗi ám ảnh trong lòng bà, trong lúc lúng túng mà vô tình giết chết mẹ mình. Chỉ là vừa tròn 18 tuổi đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh đã ngay lập tức chạy về nhà mà không nhìn lại, kể hết mọi chuyện với người anh tin tưởng nhất. Nhưng bộ não của anh trai tôi chỉ mới 17 tuổi, vì vậy anh ấy còn hoảng loạn hơn em trai mình. Nhưng vì bản năng làm anh trai đã nhanh chóng cởi chiếc áo đẫm máu trên người cậu em, thúc giục em trai nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người, còn người anh sẽ mặc chiếc áo vào. Cuối cùng, trong khi bộ nhớ chưa được thiết lập lại, anh đã nhanh chóng báo cảnh sát, thay em trai nhận hết tất cả lỗi lầm. Nhưng sau khi nhìn thấy anh trai ngơ ngác bị cảnh sát bắt đi, sự tự trách trong cậu em đấu tranh quyết liệt. Cuối cùng sau 2 ngày kiên trì, tâm lý phòng thủ đã hoàn toàn sụp đổ. Em trai trực tiếp lên sân thượng chuẩn bị tự tử. May mắn thay, thanh tra và chuyên gia tâm lý đã tìm ra sự thật, cho nên mới chạy đến đây kịp thời, thành công ngăn cản cậu em trai. Cứ sau 30 phút thì anh trai của cậu sẽ reset não một lần.
câu đầu tiên luôn hỏi là cậu có khỏe không? Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Có vẻ tài thuyết phục của thanh tra còn hạn chế. Chuyên gia tâm lý trực tiếp tiến lại gần. Cậu có thực sự thất vọng về sự sống và cái chết không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ em trai, anh đột nhiên nhảy bổ về phía trước, ôm em trai và lao xuống dưới. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng hai người họ đã chết chắc, khi máy quay đã quay cảnh họ rơi xuống đệm hơi, dường như không hề bị thương. Và như vậy người em chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, còn anh trai thì được đưa đến bệnh viện để điều trị. Và tin rằng dưới sự điều trị của bác sĩ tâm lý, chứng mất trí nhớ autosomic của anh ấy sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.